ta có một tòa tụ tài trận cực địa phong nhận kiếm 10 ngàn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Người tốt, đây là tiệm chúng ta vừa tới kiểu mới, hiện trong tiệm vừa vặn tại làm hoạt động. Một tòa trong tiệm bán quần áo, một vị thanh niên đang tại cho hai người nhiệt tình giới thiệu. Thanh niên thân cao hơn 1m8 một điểm, đầu tóc chỉ là ngắn tắc, nhìn qua rất là xuất khí, ánh nắng giới thiệu một hồi lâu hai người kia cũng làm mặc thử hai bộ y phục sau đó rời đi trong tiệm bán quần áo thử trang rất nhiều nhưng là chân chính động thủ mua tỷ lệ cũng không phải là rất lớn tần vận quần áo bán đi đến sao lúc này một vị khác thanh niên từ cửa hàng sau mặt đi tới hắn nhìn qua niên kỷ so tần vận lớn rất nhiều toàn bộ trong tiệm chỉ có hai người bọn họ ở đây không có tần vận lắc đầu đều nhanh nửa ngày thời gian, chúng ta đến bây giờ chỉ bán đi một bộ y phục, làm ăn này càng ngày càng khó thực hiện, nghe vậy, Trương Đào thở dài một hơi, nói: "Đoán chừng tiệm này vậy kiên trì không được bao lâu." Đây là năm 2022, coi như Thanh Vô huyện chỉ là một cái ngũ tuyến đều không nhất định tính cả huyện thành nhỏ, nhưng là thị trường cơ hồ hoàn toàn bão hòa. 2000 năm thời điểm, thị trường trống chỗ, khắp nơi đều có thương cơ, nếu là mở một nhà cửa hàng, kiếm tiền tốc độ nhanh dọa người, không biết có bao nhiêu người tại thời điểm này kiếm đồng tiền lớn. Mà cho tới bây giờ, đi tại trên đường cái nhìn một cái, khắp nơi đều là tiệm bán quần áo, tiệm ăn uống, tiệm trà sữa vân vân, cạnh tranh áp lực quá lớn. Sau khi nói xong, Trương Đào cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua ngoài tiệm, thanh âm lập tức đều nhỏ lại trước đó lão bản nói tiệm này chuẩn bị chuyển nhượng ra ngoài, chuyển nhượng. Tần vận sững sờ, hắn cũng không phải là cái này tiệm bán quần áo chính thức nhân viên, chỉ là tới làm kiêm trước. Trương Đào giang tay ra, nói, trước mấy cái trăng còn tốt, trước đó chung quanh lại mở hai nhà tiệm bán quần áo, phía đông nhà kia tại 10 ngày trước đã đóng môn, hiện tại lão bản hoàn toàn là lỗ vốn buôn bán không xử lý sạch còn có thể thế nào, hiện tại, bên ngoài mặt đóng cửa cửa hàng nhiều lắm, có đôi khi liên tục mười mấy cửa tiệm đều viết cửa hàng lớn cho thuê lại, dạng này tràng cảnh rất phổ biến. Hắn nhìn về phía tần vận, khổ não nói. Người chỉ là ở chỗ này làm kiêm chức, cũng là không cần lo lắng, bất quá ta liền muốn thất nghiệp. Hắn hiện tại tuổi gần 30, còn chưa có kết hôn, coi như tiếp xúc đối tượng hẹn hò, nghe được hắn điều kiện trên cơ bản vậy sẽ không lựa chọn cùng hắn liên hệ. Bất quá sau khi nói xong, hắn lập tức đứng thẳng thân thể, ngậm miệng không nói, bên ngoài mặt một vị mập mạp nam tử trung niên đi tới. Lão bản, nhìn thấy cái này nam tử mập mạp Tần Vận cùng Trương Đào đều là hô cái này nam tử mập mạp chính là nhà này tiệm bán quần áo lão bản Triệu Chí Viễn. Triệu Chí Viễn sắc mặt rõ ràng không phải rất dễ nhìn, hỏi thăm một cái trong tiệm tình huống, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn nhìn về phía Tần Vận nói: "Này ngày trời qua đi, Tần Vận ngươi không cần đến, kiêm chức tiền lời nói ta chậm nhất sáng trời ráng cho ngươi." "Tốt lão bản." Tần Vận nhẹ gật đầu, tâm bên trong chúng đã sớm có chuẩn bị. Nói vài câu, triệu chí viễn điện thoại vang lên, hắn nhận lấy điện thoại, lại vội vã rời đi. Trong nháy mắt liền tiếp cận 12 giờ trưa. Trương ca, ta đi, tần vận khoát tay áo, cười nói. Hắn tại nhà này tiệm bán quần áo làm kiêm chức là tại thứ bảy, chủ nhật buổi sáng, mỗi ngày, trời, 3 giờ thời gian, mỗi giờ 8 khối tiền. Nói cách khác, hai ngày thời gian hắn có thể kiếm 48 khối tiền hôm nay là ngày 1 tháng 5, trường học nghỉ, mà hôm qua ngày, trời thứ bảy bổ năm bài học, hắn không có tới nơi này. Tần vận, ta nghe nói ngươi nhanh muốn thi đại học, hảo hảo cố gắng, thì một cái đại học tốt, trương đào nhìn về phía tần vận, mang trên mặt chân thành tiếu dung nói ra. Tuổi gần 30, bây giờ lại tại tiệm bán quần áo không lý tưởng, sớm biết lời như vậy, hắn lúc trước nhất định sẽ liều mạng học tập. Tạ ơn tần vận mỉm cười nói sau khi nói xong hắn liền đi ra tiệm bán quần áo bên ngoài mặt bầu trời dương quang sán lạn tháng năm ngày trời đã có một tia nóng bức cảm giác gió nhẹ thổi tới lại là để cho người ta cảm thấy mát mẻ bất quá dạng này thời tiết đã tiếp tục không được bao lâu nóng bức mùa hạ sắp đến tần vận không có đi ra khỏi bao xa lại là có một thanh âm vang lên Ánh mắt nhìn, nơi xa có hai vị nữ hài đi tới, hai vị nữ hài, một vị tết tóc đuôi ngựa biện, dáng dấp rất xinh đẹp, một người khác tướng mạo bình thường. Tiêu Lam, Trương Hiểu Nhã. Nhìn thấy hai vị này nữ hài, Tần Vận cười đánh chào hỏi. Bất quá hắn cũng không nói vài câu, rất nhanh rời khỏi nơi này, lưu lại Tiêu Lam cùng Trương Hiểu Nhã hai người nhìn xem hắn bóng lưng tiêu lam ta trước đó liền nghe trong lớp có người nói tần vận nghỉ thời điểm đi ra làm công không nghĩ tới thật gặp tướng mạo phổ thông trương hiểu nhã hiếu kỳ nói ra với lại không chỉ có là tiệm bán quần áo tần vận còn tại cái khác tốt mấy nơi làm công tiêu lam trầm mặc qua mấy giây đột nhiên hỏi hiểu nhã tần vận điều kiện gia đình rất kém cỏi a à? bọn hắn hiện tại đã lớp 12, hơn nữa còn có hơn một cái chăng liền sẽ thi đại học trong khoảng thời gian này đối với mỗi một vị học sinh lớp 12 tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, ai sẽ tại cái này khẩn yếu quan đầu đi ra làm công làm kiêm trước. Trừ phi là loại kia điều kiện gia đình rất kém cỏi thậm chí liên học đại học tiền đều không có, lời như vậy ngược lại là có một chút khả năng. Không rõ lắm, Trương Hiểu Nhã lắc đầu nói, nàng chỉ là nghe nói tần vận một số việc về phần gia đình điều kiện thế nào, nàng cũng không biết. Tại các nàng hai người nói xong thời điểm, Tần vẫn đang tại trên đường về nhà, trên mặt hắn lúc này rõ ràng mang theo vẻ mong đợi chi xác 12 giờ trưa thời gian nhanh đến, còn có không đến một phút đồng hồ, hơn một năm thời gian trôi qua ta rốt cục kiếm đủ một vạn khối tiền. Không biết cái kia tài vận hệ thống sẽ phát sinh biến hóa gì, hắn yên lặng chờ đợi, bước chân cũng là không tự chủ được chậm dần. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, 60 giây. 50 giây, 30 giây, 10 giây, 1 giây, rốt cục thời gian triệt để đi tới 12 giờ. Ông, tần vận chỉ cảm thấy mình ý thức trở nên hoảng hốt, sau đó mình não hải bên trong, chúng, vậy mà xuất hiện một chút tin tức. Tính danh, tần vận, tụ tài trận, vô, số dư còn lại. 10.430, những tin tức này sau khi xuất hiện, lập tức lại có một đạo máy móc âm thanh âm vang lên số dư còn lại đã đạt tới 10.000, mỗi tháng có thể mở ra cấp 1 tụ tài trận một tòa. Mở ra cấp 2 tụ tài trận cần số dư còn lại đạt tới 1 triệu. Máy móc âm thanh âm vang lên về sau, sau đó tần vận cảm thấy mình trong cơ thể tự hồ một dòng nước ấm chảy ra, toàn bộ thân thể lập tức trở nên dễ dàng hơn. Sau đó não hải bên trong tin tức trực tiếp phát sinh biến hóa. Tính danh, tần vận, cấp một tụ tài trận một tòa, số dư còn lại 430, đạo này tin tức sau khi xuất hiện, Tần vận rõ ràng cảm ứng được não hải bên trong chúng nhiều một đạo kỳ dị điểm sáng, điểm sáng này rất nhỏ, hắn thậm chí có loại ý nghĩ có thể trực tiếp lấy ra. Trong lòng hơi động, cái này một viên điểm sáng thật xuất hiện ở tay hắn bên trong chúng toàn bộ điểm sáng cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là tại tần vận cảm giác, trong đó bộ lại là vô cùng phức tạp, từng đạo kỳ dị hoa văn răng khắp nơi, tràn đầy vô cùng huyền ảo cảm giác. Ta có một tòa tụ tài trận cực địa phong nhận nhặt tiền. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thật xuất hiện, cảm thụ được tay bên trong, chúng, điểm sáng kỳ dị, tần vận tâm bên trong, chúng, kinh hỉ hơn một năm trước kia, hắn vô ý bên trong, chúng, nhặt được một cái đồng tiền, sau đó não hải bên trong, chúng, liền xuất hiện một đạo cổ quái liên quan tới tài vận hệ thống tin tức. Từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, nghi hoặc, một mực qua hơn một cái trang hắn mới tiếp nhận như vậy huyền bí sự tình. Bất quá cái này tài vận hệ thống mở ra cần kiếm tiền, hắn bỏ ra hơn một năm thời gian, học tập sau khi liền đi làm kiêm chức, hơn một năm, rốt cục kiếm đến một vạn khối, mà bây giờ vậy mà mở ra một tòa tụ tài trận. Hệ thống, cái này tụ tài trận có tác dụng gì, nhìn một chút điểm sáng, tần vận dò hỏi. Tụ tài trận là một tòa trận pháp, người có thể lựa chọn đem bố trí tại một phiến khu vực tụ tập tài vận, hắn vừa hỏi thăm, não hải bên trong, chúng, máy móc thanh âm liền làm ra trả lời. Bố trí tại một phiến khu vực, nghe vậy, tần vận trong lòng hơi động. Mặc dù tài vận thứ này hư vô mờ mịt nhưng là lúc này hắn kinh lịch đều rất huyền huyễn, ngược lại là không có quá lớn hoài nghi. Nếu là ta đem tụ tài trận bao phủ một gian cửa hàng lời nói, có hay không có thể so bình thường kiếm đến càng nhiều tiền. Suy nghĩ một chút tần vận đột nhiên hỏi, tâm hắn bên trong, chúng ẩn ẩn kích động. Vâng, máy móc thanh âm đáp lại. Quả nhiên có thể, nghe được khẳng định trả lời, tần vận càng là mừng rỡ hiện tại bên ngoài mặt kiếm tiền độ khó càng lúc càng lớn thị trường bão hòa muốn kiếm tiền chỉ có thể làm công muốn mình lập nghiệp độ khó quá lớn bên ngoài mặt đóng cửa cửa hàng không biết có bao nhiêu liền tần vẫn biết thanh vô huyện bên trong trước đó có một nhà cỡ lớn tiệm lầu khai trương thời điểm không biết nhiều náo nhiệt chỉ bất quá qua năm cái trăng liền đóng cửa nghe nói lão bản kia thua lỗ hơn một triệu cùng loại tình huống như vậy không biết có bao nhiêu Tần Vận mình đi mở một nhà cửa hàng, hắn cho là mình thất bại khả năng cũng rất lớn, nhưng là hiện tại có cấp một tụ tài trận, hắn hiện tại ngược lại là có khả năng rất lớn thành công. Nghĩ đến nhà mình tình huống, Tần Vận cảm thấy tâm bên trong chúng càng thêm lửa nóng, ước gì lập tức đem cửa hàng mở. Bất quá ngẫm lại mình tình huống, Tần Vận lại là bất đắc dĩ ta hiện tại cũng chỉ có 10.000 nhiều khối tiền, muốn mở tiệm, căn bản không có khả năng, coi như lại tiểu điếm, mở vậy chỉ ít cần số vạn trở lên tốn hao. Đến nhà, bỗng nhiên tần vận nhìn về phía trước mắt. Đây là một cái cũ nát tầng lầu khu, lâu bảo đảm cư xá, hai mươi mấy năm trước liền đã kiến thiết đi lên, hiện tại thả đang không ngừng phát triển thanh vô huyện, xác thực lộ ra rất cũ nát. Mặc dù như thế, bất quá nơi này thuê kim rất rẻ, Tiểu Vận trở về, về đến nhà bên trong chúng trong phòng bếp mặt một người trung niên phụ nữ đang tại vội vàng nghe được bên ngoài mặt động tĩnh lập tức vừa cười vừa nói. Trung niên nữ tử nhìn qua gần năm mươi mấy tuổi bộ dáng thân thể cũng hơi còng xuống hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ Tần Vận hô một tiếng thơm quá a à, ta ngửi được hầm xương sườn mùi thơm. Hắn khịt khịt mũi vừa cười vừa nói phụ nữ trung niên đúng là hắn mẫu thân triệu mai triệu mai cười nói lập tức ngươi thi tốt nghiệp trung học cho ngươi tốt nhất bồi bổ thân thể két két một lát sau cửa phòng mở ra một vị nam tử trung niên đi đến nam tử nhìn qua rõ ràng trải qua thời gian dài mệt nhọc làn da ngăm đen đầu tóc rối bời trên thân phá quần áo cũ bên trên cũng đầy là cho bụi y phục này vẫn là tần vận trước kia mặc đồng phục cha nhìn thấy nam tử trung niên tần vận vội vàng hô đây là phụ thân hắn tần quốc đống đúng lúc này triệu mai đem cuối cùng một món ăn bưng đi ra một bát canh sườn một bát dưa chuột trộn một bát rau cần một bát măng tây bốn đạo đồ ăn đối với tần ra tới nói đã coi như là tương đối phong phú được ăn cơm ở giữa triệu mai nhìn về phía tần quốc đống hỏi trên công trường tiền lão bản nói thế nào, nay ngày, trời, ta hỏi số 20 trước đó hội kết 5.000 đồng tiền cho ta. Nghe được triệu mai lời nói, tần quốc đống cười ha hả nói ra. Sắc mặt hắn đen nhánh, trên đầu còn sinh ra rất nhiều tóc trắng, không chỉ có là hắn, triệu mai đầu tóc cũng trắng một chút. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc phụ mẫu, tần vận trong lòng tràn đầy đau lòng cha mẹ của hắn hiện tại mới 50 tuổi không đến, nhưng nhìn đi lên lại giống như là gần 60 tuổi đồng dạng. Bởi vì bọn hắn thân sức ép lên quá lớn. Tần vận một nhà có 5 thanh người, tần vận có hai người tỷ tỷ, đại tỷ đã kết hôn, nhị tỷ tại học đại học, tần vận đọc lớp 12. Tần ra điều kiện cũng không khá lắm, bất quá cung cấp tần vận cùng nhị tỷ đọc sách, áp lực cũng không phải là rất lớn, chân chính áp lực đại bắt nguồn từ phòng ở. Mấy năm này, thanh vô huyện giá phòng đang điên cuồng dâng lên, cơ hồ thời gian một năm liền có thể dâng lên 2, 3 ngàn, cái này nho nhỏ. Ngũ tuyến đều không nhất định tính cả huyện thành giá phòng đều vượt qua hơn 8.000, trọng yếu nhất khu vực thậm chí hơn vạn. Mà bây giờ kết hôn trong thành có phòng cơ hồ là tất nhiên. Tần Quốc Đống, Triệu Mai hai người gấp, theo cứ như vậy giá phòng phương diện tốc độ chướng đợi đến Tần Vận tương lai kết hôn, không biết giá phòng sẽ đạt tới mức nào. Nghe nói những cái kia thành phố lớn giá phòng đều hết mấy vạn một bình. Cho nên bọn hắn khắp nơi mượn tiền, tại Thanh Vô huyện tiền đặt cọc một bộ phòng ở tổng giá trị 800 ngàn, tiền đặt cọc 240 ngàn, còn có 50 mấy vạn vay, mà cái này vay muốn vay 30 năm tăng thêm ngân hàng lợi tức ba thời gian 10 năm phải trả hơn một triệu. Cha tại trên công trường ban, dãy đến đều là vất vả tiền, không nỡ nghỉ ngơi một ngày, trời, bởi vì nghỉ ngơi một ngày, trời, liền thiếu một ngày, trời, tiền lương. Mà mẹ văn hóa không cao, làm việc địa phương tiền lương rất thấp, thời đại điên cuồng phát triển, cung cấp hai từ đọc sách áp lực, phòng vay áp lực, hoàn toàn trấn áp cha mẹ của hắn trên thân lúc tuổi còn trẻ còn tốt nhưng là niên kỳ càng lớn, cha mẹ của hắn ngược lại càng liều mạng, trôi qua so trước kia càng khổ. Ta có tài vận hệ thống, hoàn toàn có cải biến cha mẹ vận mệnh cơ hội. Tần vận tâm bên trong, chúng, nói thầm. Chính vì vậy, hơn một năm thời gian, hắn tiến về các cái địa phương làm kiêm chức, phát tóc qua truyền đơn, rời qua truyền phát nhanh, quán cơm nhỏ sát qua cái bàn, tẩy qua bát vân vân cơm nước xong xuôi, Tần Quốc Đống hơi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, liền đứng dậy nói: "Ta đi công trường." Tần Quốc Đống làm việc địa phương cách nơi này cũng không phải là rất xa, cho nên lựa chọn đi về tới ăn cơm, dạng này có thể tiết kiệm 10 đồng tiền thức ăn ngoài. "Tiểu Vận, ngươi ở nhà hảo hảo ôn tập, nếu như ra ngoài lời nói, đóng kỹ cửa lại." phụ thân rời đi, mà mẫu thân triệu mai bận bịu sống một trận, cũng là vội vàng rời đi, nàng buổi chiều cũng có công việc phải bận rộn. Cái này tụ tài trận đến cùng phải làm thế nào bố trí? Tần vận không có đợi trong nhà, hắn buổi chiều kỳ thật còn có kiêm trước. Lúc này đi trên đường, tần vận đang yên lặng suy tư hắn hiện tại biết tụ tài trận tác dụng nhưng là không có chỗ bố trí cũng không thể bố trí tại địa phương khác a à, như vậy kiếm đến tiền hắn cũng không chiếm được cho nên mình mở tiệm là tốt nhất nhưng là bây giờ hắn căn bản không tiền phụ mẫu nơi đó cũng không có cái gì tiền dư cửa hàng căn bản mở không nổi ân chính đang phiền não ở giữa tần vận bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ mười đồng tiền bên cạnh đường cái bụi cỏ bên trên vừa vặn có mười đồng tiền nhìn thoáng qua chung quanh, không có những người khác tại, hắn tiến lên đem nhặt lên. Sau đó tần vận tiếp tục đi tới, lần này tại qua sau mười mấy phút, hắn sững sờ nhìn trước mắt. Hắn vậy mà lại tại bụi cỏ bên trong, chúng thấy được năm khối tiền. Sách mới tuyên bố, mỗi ngày, trời, dạng sáng một chương, 12 giờ trưa một chương. Ta có một tòa tụ tài trận cực địa phong nhận mua sổ số. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Ta đều thời gian 8 năm không có nhặt được tiền A, à, bây giờ lại liên tục nhặt được. Tần vận mắt bên trong, chúng, sáng hiển lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn từ nhỏ đến lớn nhặt được tiền số lần cộng lại cũng chỉ có 3 lần, bây giờ lại liên tục nhặt được hai lần. Hiện tại, điện thoại di động thanh toán không biết nhiều phát đạt, trên người có hiện kim người cực ít, nhặt tiền khả năng có thể nghĩ hệ thống đây là có chuyện gì ta vì sao lại nhặt được tiền suy nghĩ một chút tần vận trực tiếp hỏi đạo trực giác nói cho hắn biết nhặt được tiền sự tình cùng hắn đạt được tài vận hệ thống khẳng định có quan hệ làm chủ ký sinh mở ra đẳng cấp gì tụ tài trận tự thân vậy có được ngang nhau tụ tài năng lực máy móc âm thanh âm vang lên mình có được ngang nhau tụ tài năng lực nghe vậy tần vận trong lòng hơi động hắn tự thân liền có tụ tập tài vận năng lực cũng chính là tục nói hảo vận suy nghĩ một chút tần vận lại là hỏi trừ cái đó ra mở ra tụ tài trận sau còn biết có chỗ tốt gì hắn xem như nhìn minh bạch ngươi không hỏi hệ thống này hệ thống này liền là câm điếc một cái mỗi lần mở ra tụ tài trận tự thân có được ngang nhau tụ tài năng lực đồng thời thân thể sẽ bị rèn luyện một lần thân thể rèn luyện nghe vậy tần vận khẽ giật mình Trước đó hắn chỉ là cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có một dòng nước ấm chảy qua, trừ cái đó ra cũng không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Rèn luyện đến sau mặt ta có thể phi thiên độn địa. Tần Vận Hiếu kỳ dò hỏi, tâm bên trong chúng ẩn ẩn kích động lên. Không thể, máy móc lời nói trực tiếp dự định Tần Vận chờ mong. Bất quá đến sau mặt ngươi tố chất thân thể sẽ vượt xa người thường, tốt a, à, Tần Vận lắc đầu tâm hắn bên trong chúng còn có một cái phi thiên độ địa mộng tường. bất quá xem ra tự thân tố chất đi qua rèn luyện không có quá lớn tăng lên, coi như vượt qua thường nhân cũng sẽ không như vậy, không hợp thói thường. tối thiểu nhất hiện tại cấp một tụ tài trận mở ra, hắn không có cảm nhận được tự thân quá đại biến hóa. ân đang tại đi tới, bỗng nhiên tần vận nhìn về phía một chỗ, nơi đó là một chỗ sổ số bán chỗ tần vận đầu tiên là sững sờ lập tức mắt bên trong chúng bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng ta quá ngu ngốc hiện tại vận khí ta tốt như vậy hoàn toàn có thể đi mua sổ số đi trên đường trong khoảng thời gian ngắn hắn liền nhặt được hai lần tiền đây là cái gì vận khí mà mua sổ số trọng yếu nhất liền là nhìn mình vận khí nếu là chúng thưởng, ta liền có cửa hàng khởi động tư kim, càng nghĩ tần vận tâm bên trong, chúng càng hưng phấn, hắn cấp tốc tiến lên. Lão bản, ta mua sổ số. Đi vào sổ số chạm nhỏ trước, tần vận nói thẳng. Mua mấy chương, sổ số chạm nhỏ lão bản là một vị trung niên mập da nam tử, hắn nhìn về phía tần vận cười ha hả hỏi. Nhìn một chút mình số dư còn lại, tần vận nói thẳng. Ta mua 10.000 nguyên tại mở ra cấp một tụ tài trận về sau, tài vận hệ thống số dư còn lại 10.000 nguyên trực tiếp khấu trừ, nhưng là chính hắn trên thân tiền không có khấu trừ, vẫn còn đang 10.000 nguyên. Nghe vậy, sổ số chạm đứng, lão bản sững sờ. Sổ số trúng thưởng xuất cũng không cao, nhiều người như vậy mua mới có thể xuất hiện một, hai vị may mắn, cho nên rất nhiều người mua đều là dùng tiền lẻ, về phần hoa 10.000 mua sổ số cực ít. Chỉ ít hắn chưa từng gặp qua mặc dù như thế bất quá sổ số chạm đứng lão bản lập tức hưng phấn lên hiện tại liên quan tới sổ số tin tức có thể nói là bay đầy trời thậm chí có truyền ngôn phía sau điều khiển cho nên mua sổ số người so trước kia ít rất nhiều trước mắt thế nhưng là một đơn làm ăn lớn cầm tới sổ số tần vận dò hỏi lúc nào mở thưởng sổ số chạm đứng lão bản cười ha hả nói tám giờ tối hôm nay nửa đến lúc đó ngươi có thể tại trên mạng thẩm tra một cái chúng ta nơi này cũng sẽ có thông chi nhẹ gật đầu tần vận rời khỏi nơi này thật đúng là có tiền người hoa một vạn khối tiền mua sổ số nhìn xem tần vận rời đi bóng lưng sổ số chạm đứng lão bản nhịn không được cảm thán nói hắn thấy tần vận hiển nhiên là kẻ có tiền, một loại, thật tình không biết cái này một vạn khối là tần vận hơn một năm thời gian mới vất vả kiếm đến, cơ hồ là trên người hắn chỗ có tiền. Sổ số mua, hiện tại thử một chút cái này cấp một tụ tài trận tác dụng, tần vận tâm bên trong, chúng, vui vẻ, hắn đi tới một chỗ. Nơi này là một gian tiệm trà sữa. Tần vận, ngươi đã đến. Nhìn thấy tần vận, một vị thanh niên cấp tốc chạy tới, nói làm việc sự tình ngươi tuân hỏi một chút lệ lệ ta trước tan việc. Sau khi nói xong hắn liền nhanh chóng nhanh rời đi cái này tiệm trà sữa. Toàn bộ tiệm trà sữa diện tích có 10 mét vuông bộ dáng, vừa vặn ở vào một cái hơi phồn hoa trên đường phố, cho nên sinh ý coi như không tệ. Bất quá, chung quanh nơi này cùng loại tiệm trà sữa còn có một nhà. Gia hỏa này, lại sớm tan việc một vị tướng mạo thanh tú, 25 tuổi bộ dáng, mặc trang phục nhân viên nữ hài nhịn không được nói ra. Triệu ca khẳng định muốn đi bồi bạn gái, tần vận cười cười nói. Trong tiệm chỉ có hai người, nữ hài lệ lệ là trà sữa chế tác sư, về phần tần vận thì là phụ trách bán, thu ngân các loại việc vặt vãnh. Hiện tại giữa trưa, thời tiết lại tương đối oi bức, mua trà sữa uống vẫn có một ít, nửa giờ thời gian hết thảy thành giao sáu đơn nhìn xem cấp một tụ tay trận hiệu quả tần vận trong lòng hơi động não hải bên trong chúng cái kia một viên kỳ dị điểm sáng liền đi tới tay hắn bên trong chúng theo tâm hắn niệm điểm sáng này vậy mà tại cấp tốc khuếch trương trong nháy mắt liền đem chọn cái tiệm trà sữa hoàn toàn bao phủ lại không biết tình huống thế nào làm xong đây hết thảy tần vận liền đang đợi hắn vậy là lần thứ nhất tìm tòi cấp một tụ tay trận hiệu quả À, nơi này có nhà tiệm trà sữa Tiểu Lam, khát nước rồi. Ta hiện tại mua hai chén trà sữa, trận pháp thi triển, ngoại trừ Tần Vận bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy. Nhưng là theo trận pháp bố trí, đang tại dạo phố một số người đem ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tần Vận chỗ tiệm trà sữa, một số người thậm chí đi tới. Tần Vận, ngươi cái này năm vừa để xuống vài ngày nghỉ a, à, trong tiệm nữ hài lệ lệ hiếu kỳ dò hỏi. Năm ngày trời, Tần Vận cười nói, ánh mắt của hắn lại là đang chú ý trên đường người nhóm. Nhìn thấy rõ ràng có người đi về phía này, tâm hắn bên trong chúng lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên có hiệu quả. Năm ngày trời a, à, các ngươi lớp 12 cũng có thể thả nhiều như vậy ngày nghỉ, chúng ta lúc trước mới thả ba ngày trời, nữ hài lệ lệ nói ra. Lão bản, đến chén đậu đỏ bánh pudding trà sữa nàng lời còn chưa nói hết một người trực tiếp hô tốt lập tức nữ hài lệ lệ cấp tốc chế tác lên đợi đến đậu đỏ trà sữa chế tác hoàn tất nàng vừa định ngưng xuống lại là lại có tiếng âm truyền đến lão bản đến chén đường đỏ chân trâu trà sữa ta muốn một chén nguyên vị trà sữa lại có bốn người đội ngũ đến bốn người tất cả đều điểm một chén chờ một chút, nữ hài lệ lệ vội vàng nói, tần vận bắt đầu thu khoản, đóng dấu ra số hiệu đầu đơn. Bốn cốc sữa trà chế tác hoàn tất, nữ hài lệ lệ thở phào nhẹ nhõm. Tần vận, chúng ta vận khí không tệ, nhanh như vậy lại bán đi năm chén, trên mặt nàng tràn đầy tiếu dung. Lão bản, cho chúng ta đến sáu chén, cái này lời còn chưa nói hết, lại có sáu người nói. Ta có một tòa tụ tài trận cực địa phong nhận sổ số hai các loại thường nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhìn xem sáu người này nữ hài lệ lệ đành phải ngừng mình lời nói lại là bận rộn đợi đến sáu chén chế tác xong nàng không có ngừng bởi vì lại có người đến nơi này nhân viên càng hợp càng nhiều dần dần nơi này vậy mà tụ tập mười mấy người toàn đều đang đợi lấy trà sữa chế tác chuyện gì xảy ra a à, làm sao lập tức nhiều người như vậy nữ hài lệ lệ lau chán một cái bên trên mồ hôi mắt bên trong chúng sáng hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên nhà nàng tiệm trà sữa sinh ý cũng không có tốt như vậy thời điểm với lại lúc này bên ngoài mặt người cũng là chú ý tới nơi này tình huống bên kia tiệm trà sữa người thật nhiều đi đi nhìn một chút theo người gia tăng cái khác không có hứng thú người vậy mà vậy chú ý tới nơi này có nhiều người như vậy tại, nói không chừng cái kia trà sữa có đặc thù khẩu vị. Vẫn bận lục 3 giờ, đội ngũ người nhóm mới dần dần tán đi. Hô, mệt chết ta, cái này 3 giờ vậy mà bán ra 120 cốc sữa trà. Nữ hải lệ lệ ngồi tại trên ghế, lau chán một cái bên trên mồ hôi, ngụm lớn thở phì phò đạo. Nhà chúng ta trà sữa lập tức biến dễ uống đến sao? Nhiều người như vậy đến, Liên tục 3 giờ, nàng một mực đang không ngừng chế tác, nếu là tốc độ nhanh hơn chút nữa, bán đi hội càng nhiều. Có thể là trùng hợp mà thôi, vừa vặn những người này đều muốn uống trà sữa. Tần Vận cười cười nói, về sau không nhất định có vận khí như thế. Lúc này tay hắn bên trong chúng nắm một viên điểm sáng, trong lòng hơi động, điểm sáng này trực tiếp về tới đầu óc hắn bên trong chúng. Đây cũng là cấp một tụ tài trận tác dụng a. Tần vận sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hỉ bắt đầu. Hắn chỗ nhà này tiệm trà sữa trà sữa thấp nhất 12 nguyên, đắt nhất là 25 nguyên, bán đi cái này 120 chén, tổng tiêu thụ ngạch đạt đến gần 2 ngàn. Trừ bỏ chi phí lời nói, thuần lợi nhuận tối thiểu nhất đạt đến 1 ngàn. Cái này mới là 3 giờ thời gian. Nếu là ta không thu hồi tụ tài trận, cái này một tòa tiệm trà sữa từ buổi sáng mở đến tối, lợi nhuận kia sẽ đạt tới bao nhiêu? Tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn nguyên a. Tần Vận Tâm bên trong chúng, lửa nóng lên. Với lại, hắn cảm giác được cái này một tòa tụ tài trận tác dụng không có phát huy ra. Một số người xếp hàng cũng có một chút bởi vì không kiên nhẫn mà rời đi nếu là cửa hàng mặt càng lớn một chút, chế tác trà sữa tốc độ càng nhanh, như vậy lợi nhuận hội cao hơn. Lần đầu thí nghiệm một cấp tiếp theo tụ tài trận, tần vận đạt được kinh hỉ quá lớn. Nghe được tần vận lời nói, nữ hài lệ lệ lại là cười hì hì nói ra. Mặc dù mệt nhưng là sinh ý một mực dạng này thì tốt biết bao, dạng này ta tiền lương khẳng định rất cao, tiệm trà sữa tiền lương là có trích phần trăm, bán đi càng nhiều, trích phần trăm càng cao cười cười, tần vận không nói gì thêm. Tiếp xuống thời gian, không có cấp một tụ tài trận gia trì, toàn này tiệm trà sữa sinh ý lại trở nên cùng trước đó đồng dạng. Rất nhanh thời gian đến giờ, tần vận tan tầm. Ban đêm giáng lâm, lúc này đã đi tới hơn 8 giờ tối, tần vận bắt đầu nhịn không được trong phòng đi. 8. 30 thời gian đã đến mở thưởng thời gian, hắn bỏ ra 10.000 mua sổ số, nếu là chúng thưởng, như vậy hắn suy nghĩ trong lòng kế hoạch liền có thể thuận lợi khai triển. Nếu là không có bên trong, chúng, vậy hắn chỉ có thể suy nghĩ những phương pháp khác sử dụng tụ tài trận. Tiểu vận, thế nào? Làm sao một mực đi tới đi lui? Tần quốc đống đi ra đi nhà xí, nhìn thấy con trai mình hành vi, nhịn không được hỏi hiện tại lúc này ở giữa tần vận đều tại ôn tập bài tập còn thừa lại hơn một cái chăng liền muốn thi đại học thi đậu một chỗ đại học tốt là hắn cùng triệu mai đối tần vận duy nhất chờ mong vừa làm xong bài tập đi động một cái tần vận cười nói hắn nhìn xem cha mình suy nghĩ một chút nói cha điện thoại di động có thể làm cho ta dùng một chút a à? ta muốn cha cái chi thức điểm ngươi đi thăm dò a à? Nghe được Tần Vận lời nói Tần Quốc Đống nhẹ gật đầu, về đến phòng, lại trở về đem điện thoại di động đưa cho Tần Vận. Làm học sinh cấp 3, Tần Vận là không có điện thoại di động. Cầm tới Tần Quốc Đống điện thoại di động, Tần Vận suy nghĩ một chút, đưa vào một chút thể văn ngôn câu nói, thẩm tra cụ thể hàm nghĩa. Mà lúc này thời gian đã đi tới 8 giờ 29, cuối cùng một phút đồng hồ tại tần vận cảm giác bắt đầu quá khứ cực kỳ dài lâu, cuối cùng thời gian nhảy lên, đi tới 8 giờ 30. Mà tần vận cũng là không chút do dự điểm kích lục soát bảy cái số lượng xuất hiện ở tần vận trước mắt. Hắn bắt đầu cấp tốc xem xét mình sổ số số lượng. 3, 9, 11, 13, 31 năm cái đếm chữ đối đầu, cái cuối cùng số lượng 7 vậy đối mặt, giải nhì, ta bên trong một chương giải nhì coi như trong lòng có chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn thấy mình bên trong, chúng, đến thưởng lớn, tần vận vẫn là khó mà che giấu trên mặt vui mừng. Căn cứ thưởng ao, ta cái này một chương giải nhì sổ số chúng thưởng 150 ngàn. Coi như trừ bỏ thuế, ta đều có thể tới tay 120 ngàn nhiều. 10 ngàn mua sổ số, trong nháy mắt liền kiếm đến 120 ngàn nhiều, gấp 10 lần nhiều lợi nhuận mà sáng ngày trời tần vận liền có thể đem số tiền này nắm bắt tới tay bên trong chúng tâm bên trong chúng kích động tần vận suy nghĩ một chút xóa bỏ liên quan tới thẩm tra sổ số tin tức sau đó đem điện thoại di động trả lại cho tần quốc đống tiểu vận nghỉ cái này mấy ngày trời đi ngủ sớm một chút không cần ôn tập đến quá muộn tần quốc đống dặn dò một cái con trai mình cha ta biết tần vận nhẹ gật đầu Tần Quốc Đống sau khi nói xong liền không nói thêm gì, về tới gian phòng, bọn hắn công trường hơn 6 giờ liền muốn khởi công, cho nên hắn hơn 5 giờ liền muốn rời giường, mỗi ngày đều như thế mệt nhọc. Hắn nhất định phải đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần, không phải lời nói thân thể căn bản không chịu đựng nổi. Đóng cửa phòng, lúc này Tần Vận căn bản khó mà ổn định lại tâm thần làm như thế nào dùng số tiền này a à, 120.000 nhiều, hắn khởi động tư kim liền có. Tăng thêm trên thân có được một tòa cấp một tụ tài trận, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy một đầu an khang đại đạo. Tâm bên trong, chúng không ngừng xuất hiện các loại ý nghĩ, nằm ở trên giường, hắn lật qua lật lại, tinh thần lại là càng ngày càng phấn khởi. Một đêm này, tần vẫn mất ngủ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, tần vận đi tới thanh vô huyện một tòa sổ số trung tâm, chúng thưởng tiểu ngạch có thể tại địa phương nhỏ nhận lấy thậm chí trên điện thoại di động nhận lấy. Nhưng là đại ngạch lời nói nhất định phải đi vào sổ số trung tâm. Nhiệt liệt chúc mừng huyện ta 613 mốt trạm đứng, vui bên trong, chúng, bóng hai màu giải nhì 15.195 sáu nguyên. Lại tới đây, lúc này sổ số trung tâm đã đã phủ lên hoành phi, bực này vượt qua một trăm ngàn nguyên thưởng lớn, thanh vô huyện đã thời gian rất lâu không có người bên trong chúng đến. Hiện tại xuất hiện, tự nhiên muốn hảo hảo tiên truyền một cái. Sổ số trung tâm chung quanh còn vây quanh rất nhiều người, đều tại hưng phấn nghị luận, còn có người đang hỏi thăm là ai bên trong những này thường. Không biết ai vận khí tốt như vậy mấy chục ngàn a à, ta muốn vất vả bao lâu mới có thể kiếm đến ai ta mua vài chục năm sổ số một phân tiền đều không có bên trong chúng từng tới đám người không ngừng nghị luận tràn đầy phấn khởi người tốt không có để ý những người này tần vận tìm được nhân viên công tác lấy ra mình sổ số về sau tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới cung cấp thẻ căn cước các loại giấy chứng nhận cuối cùng hết thầy thủ tục kết thúc tần vận rốt cục đạt được một chương ngân hàng thẻ cái này ngân hàng trong thẻ liền có đối tần vận tới nói 120.000 nhiều, khoản tiền lớn. Sách mới tặng phiếu đề cử, đại gia hỗ trợ đầu tư một cái A, mỗi ngày, trời, hai canh, dạng sáng, 12 giờ chưa ổn định đổi mới. Ta có một tòa tụ tài trận cực địa phong nhận cửa hàng lớn chuyển nhượng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tới tay, nắm ngân hàng thẻ tần vận kích động một đêm bỗng nhiên bình tĩnh lại bằng vào ta hiện tại tài vận, 10 ngàn có thể bên trong, chúng, đến 120 ngàn bao lớn thưởng, nếu là cái này 120 ngàn lại đi mua sổ số, gấp 10 lần lợi nhuận lời nói. Chẳng lẽ có thể kiếm đến hơn 1 triệu, hắn không nhịn được nghĩ lấy. Nói như vậy ta chẳng lẽ có thể mở ra cấp 2 tụ tài trận. Cấp một tụ tài trận liền có như vậy tài vận, cái kia cấp 2 hội đạt tới trình độ nào? thầm nghĩ lấy, tần vận hỏi thăm một cái tài vận hệ thống. Chủ ký sinh, mở ra mới tụ tài trận cần số dư còn lại nhất định phải thông qua nhất định chi phí tranh thủ, sổ số đều không có cung cấp bất luận cái gì chi phí, không tại phạm vi bên trong. Cho nên hiện tại 120.000 nhiều không đưa vào số dư còn lại, máy móc âm thanh âm vang lên. Tụ tài trận mỗi tháng số 1 12 giờ chưa đổi mới một lần, thời gian khác không nhìn thấy số dư còn lại biến hóa trước đó tần vận tại không đến năm trang số 1 liền kiếm đủ 10.000 nguyên, nhưng là mãi cho đến số 1 mới chính thức mở ra cấp một tụ tài trận. Nhất định chi phí, nghe được hệ thống nói, tần vận có chút nghi hoặc dò hỏi. Cụ thể chỉ nào phương mặt, chủ ký sinh hoa tốn thời gian, tinh lực, thậm chí vì đó nỗ lực suy nghĩ các loại đều có thể tính vì trở thành bản, hệ thống hồi đáp mua sắm sổ số không cần vận dụng chủ ký sinh thời gian nào tinh lực cũng không cần suy nghĩ cái gì cho nên vì vô hiệu số dư còn lại mua sổ số chỉ là giao tiền là được rồi những người khác khả năng còn đi nghiên cứu mua cái gì dãy số tương đối dễ dàng bên trong chúng nhưng là tần vận tự thân có tài vận từ từ nhắm hai mắt mua là có thể tại quá trình này bên trong chúng hắn căn bản không nỗ lực nghe được hệ thống nói tần vận triệt để minh bạch không tính số dư còn lại xem ra ta vẫn là đến từng bước một kiếm tiền tần vận lắc đầu bất quá dạng này cũng tốt ta hiện tại đã bên trong thưởng lớn trong thời gian ngắn không thể lại tuyển chọn mua sổ số vừa bên trong chúng mấy chục ngàn thưởng lớn nếu là lại bên trong chúng đến thưởng lớn đây cũng quá hút để người chú ý lực thầm nghĩ lấy tần vận đi ra sổ số trung tâm từ kim tới tây hiện tại bắt đầu bước thứ hai kế hoạch tần vận cấp tốc hướng một chỗ đi đến đi trước mua cái điện thoại di động thanh vô huyện tân hoa đường nơi này là thanh vô huyện trung tâm trên đường phố lui tới cỗ xe không ngừng ngựa hai bên đường cũng đều có rất nhiều người đang đi lại hiển nhiên là một chỗ người lưu lượng tương đối lớn địa phương Hai bên đường phố Lít nhà Lít nhít tất cả đều là cửa hàng mặt tiệm bán quần áo, cửa hàng kính mắt vân vân, rực rỡ muôn màu. Đến, lúc này Tần Vận đi tới một nhà tiệm bán quần áo, đi vào, toàn bộ tiệm bán quần áo diện tích lớn khái 40 mét vuông, vách tường hai bên treo một chút nữ trang. Trong tiệm chỉ có một vị nhìn qua hai mươi mấy tuổi nữ hài, lúc này nữ hài đang tại nhàm chán chơi điện thoại di động người lưu lượng mặc dù nhiều nhưng là trong tiệm nhưng không ai cảm giác được có người tiến vào cửa hàng cô bé này vội vàng thu hồi điện thoại di động đứng dậy bất quá thấy được tần vận trên mặt nàng lập tức nở một nụ cười tần vận là ngươi nha trước đó tần vận ở chỗ này làm qua một đoạn thời gian kiêm chức một tháng trước liền không có làm tiểu thanh tịt tần vận đáp lại mỉm cười Tần Vận, ngươi cũng một tháng không có tới, coi như không ở nơi này làm kiêm chức, vậy có thể trở về nhìn xem ta à, có phải hay không quên ngươi tiểu thanh tỷ?" Trương Thanh cười hì hì nói ra. Nàng biết Tần Vận là một cái học sinh lớp 12, cho nên trong lòng đem mình trở thành một người tỷ tỷ, trước kia liền ưa thích trêu ghẹo Tần Vận. Tần Vận bất đắc dĩ, hắn không có trả lời, ánh mắt quét mắt một chút cửa hàng, Tần Vận hỏi: "Tiểu Thanh tỷ, trong tiệm sinh ý hiện tại thế nào?" nghe được tần vận tuân hỏi cái này trương thanh lập tức thở dài một hơi nói còn có thể thế nào sinh ý càng ngày càng kém cơ hồ mỗi một ngày đều tại lỗ vốn vận doanh lúc nào cũng có thể đóng cửa trước đó ngược lại là có hai người liên hệ lão bản chỉ bất quá lão bản chê bọn họ cho chuyển nhượng phí quá thấp cho nên một mực đang do dự còn không có đáp ứng không có đáp ứng a tần vận tâm bên trong chúng yên lặng suy tư hắn biết tiệm này lão bản vẫn muốn chuyển nhượng cửa hàng, mà ở trong đó trước kia sinh ý rất tốt. Chỉ bất quá chung quanh lại mở mấy nhà tiệm bán quần áo, với lại không ngừng làm hoạt động, nơi này sinh ý liền chậm rãi kém xuống dưới. Đã không thể lợi nhuận, xử lý tuyệt đối là tốt nhất. Mặc dù bây giờ là lỗ vốn trạng thái, nhưng là tần vận tự tin mình chỉ cần bố trí cấp một tụ tài trận, sinh ý khẳng định hội lập tức tốt. Không sai, hắn nhìn chúng cái này một tòa cửa hàng. Có tụ tài trận, hắn căn bản vốn không lo lắng không có người mua, duy nhất cần muốn cân nhắc liền là người lưu lượng. Chỉ cần nhiều người, nhất định có thể kiếm tiền. Nếu là mở tại ít người địa phương, cho dù có tụ tài trận, đoán chừng sinh ý cũng không khá hơn chút nào đánh cái so sánh, đem một nhà tiệm bán quần áo mở tại sa mạc, một tháng đều không gặp được mấy người, lời như vậy không nói cấp một tụ tài trận, đoán chừng coi như bố trí cấp hai tụ tài trận. Thậm chí cấp ba tụ tài trận, đều kiếm không được tiền. Lựa chọn rất trọng yếu. Đang tại tần vận cùng Trương Thanh nói xong thời điểm, ngoài tiệm một cô gái trung niên đi đến, nữ tử mang theo một cặp mắt kiếng, mặc thẳng nữ sĩ đồ vét, trên mặt không có cái gì tiếu dung xem xét liền là không tốt tiếp cận người trương tổng nhìn thấy nữ tử này đến trương thanh vội vàng hô trên mặt rõ ràng có một tia câu nệ trương nhã nhẹ gật đầu nàng nhìn về phía trương thanh bên cạnh thanh niên nói tần vận nàng nhận ra trước kia tại trong tiệm mình làm kiêm chức thiếu niên trương tổng tần vận hô khẽ gật đầu trương nhã không nói thêm gì sau đó liền hướng trong cửa hàng bộ đi đến trương tổng ta hôm nay tới đây là cùng ngươi đàm một cái cửa hàng mặt chuyển nhượng sự tình nhìn xem trương nhã tần vận mở miệng nói trương nhã lúc đầu coi là tần vận chỉ là tới nơi này tuy tiện nhìn một chút nhưng là nghe được hắn lời nói không khỏi sững sờ quay đầu nhìn về phía tần vận nghi ngờ nói người muốn tiếp thu tiệm này mặt đúng tần vận cười gật đầu nghe được tần vận khẳng định trả lời trương nhã không nói gì thêm nói thẳng Chúng ta ngồi xuống đàm một cái. Tiểu Thanh, cho Tần Vận rót cốc nước. Trên mặt nàng hiển nhiên lộ ra một tia vẻ trịnh trọng, mặc kệ trước đó Tần Vận có phải hay không nàng nhân viên cửa hàng, hiện tại Tần Vận đã cần cửa hàng chuyển nhượng sự tình. Đó chính là nàng khách quý. Trương Thanh vội vàng rót hai chén nước tới, sau đó lại về tới trước quầy thu tiền. Tần Vận thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên muốn muốn mua lại tiệm này mà? Hắn có tiền a? Nàng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nơi này. Nàng biết Tần Vận là học sinh lớp 12, mà lớp 12 tới làm kiêm chức, gia cảnh đoán chừng không tốt lắm, làm sao có thể có tiền mua cửa hàng? Nàng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trương tổng, không biết chuyển nhượng phí là bao nhiêu? Nhìn trước mắt Trương Nhã, Tần Vận đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần vận, chúng ta vậy là người quen, người đối trong tiệm này sự tình vậy có hiểu biết, trong tiệm sinh ý không tốt lắm, cho nên ta cũng không nhiều lời những lời khác. Trương Nhã có chút trầm ngâm một chút, nói, 50.000 chuyển nhượng phí, trong tiệm quần áo, trong kho hàng quần áo vân vân tất cả đều về ngươi.